Trong video mô phỏng lái xe tới nay hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm chiếc Hyundai Universe cùng với lại team mình và đi chặng đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ nha các bạn. Cùng theo dõi video hôm nay để xem được cái chuyến hành trình của tụi mình xem nó có bất ổn hay không nha các bạn. Rồi, và chiếc xe hôm nay mình dùng được cho khách đó chính là chiếc Hyundai Universe Noble AX125, là một phiên bản nhập Hàn Quốc và đây là ghế limousine luôn ha. Cùng với lại team mình thì Kia Grand Bus nè, Hyundai Universe Noble 2017 đều là nhập Hàn Quốc hết luôn. Hôm bữa trước thì mình đã cùng với team của mình trải nghiệm ở nước ngoài rồi và mình thấy nó khá là ổn áp, cho nên là hôm nay nhập Việt Nam để mình chạy trong mắt Việt Nam này luôn. Xe hôm nay thì nói chung là cũng giống như hôm bữa thôi, mình review hết trơn rồi, nó không có khác nhiều lắm đâu. Chỉ khác một cái là nội thất con này nó gần giống như con Kia Grand Bus, nhưng mà mình có một cái vô lăng nhìn đẹp hơn, nhìn to hơn, nhìn bệ vệ hơn thôi. Và tụi mình sẽ xuất phát từ ở bến xe miền Tây và đi về bến xe Cần Thơ nha các bạn. Chở khách đi xuống Cần Thơ tham quan chợ nổi rồi các thứ. Lúc đầu là tính ghé Vĩnh Long nhưng mà do Vĩnh Long chưa có bến xe các bạn, trong cái map Việt Nam này chưa có làm bến xe Vĩnh Long, cho nên là bây giờ mình sẽ đi xuống Cần Thơ luôn ha. Ok, thì bây giờ lên đường thôi. Rồi, đóng cửa lên đường nha các bạn. Đạp côn vô số. Ok, đi. Do là mình cần phải xuất phát sớm để khi mà tới Cần Thơ là sáng sớm để khách mình đi chơi nha các bạn. Đi chợ lỗi. Coi chừng mất cái lỗ tai tao nghe mày. Mất gì nữa, phải lùi miếng nè. Đậu gì đâu mà khoái đậu sát sát nhau quá. Đây có dướng không vậy? Tại sao mình phải đi tiếng? Cái gì? Ơi 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 ơi. Chưa nha. Chưa nha, chưa nha. Thiệt chứ đậu cái chỗ gì đâu mà nó chật khó chịu được chứ. Rồi đi. Để coi đường nào mình ra ta. Đây mình vô đây mình đậu ké là các bạn, chứ mình không có cho khách trong này, cho nên là đi lẹ trong hồi bị mút á. Ủa? Bên trái á. Lẹ đây nè. Nghĩ quẹo phải cũng được mà. Không, cái em đường đi ra của người ta ở đây mình làm vậy chết rồi. Cũng ra ở đây mà. Ê, mấy đứa chạy băng đeo không có đèn nha. Có đèn ra mở chưa ta? Chưa. Hỏi đèn sao đó thôi kìa. Chạy mà nó mở đèn xem còn không biết nữa, mở hay chưa nữa, chết rồi. Làm gì người ta quên hay làm để gì coi, hôm nay Khứa Blue đi Kia Grand Bus. Mình đi con Hyundai ES. Và đi Grand Bus. Grand Bus luôn, Dũng đi ES. Ngáo đi con gì mình cũng không biết nữa. Grand Bus. Ê không có nhá Grand đèn Bird nha. Đi lẹ. Ê ai hốt cái biển báo vậy? Bả chứ ai. Đây có mình bả ra trước thôi chứ ai. Ở đây mình có hai thằng Đếp với thằng Khang. Ê thằng này nó bắt khách dạo bây ơi. Đậu trong nó bắt khách dạo kìa. Thôi tao lên đây bắt khách dạo luôn, nó quýnh mày chết á. Đếp mà. Để bắt khách dạo chứ. Bắt khách dạo. Ủa Dũng bị gì vậy? Đi Khang. Bạn đừng pin, bạn con này nó im gu bạn. Thì bởi vậy pin nó mới nghe được đó. Không bạn. Ấy, có đá vậy ạ. Đèn đỏ nha, đèn đỏ nha. Nào dù đèn đỏ làm chó nha. Sao bạn nắng lẹ vậy? Cái gì vậy Dũng? Hôm nay bạn tôi ngang hiền dữ ta. Tự nhiên nghe cái thắng lại liền luôn vậy thôi. Muốn về Cần Thơ sớm là mình phải theo luật bạn. Thì theo luật mà, vẫn theo luật mà. Không đèn đỏ đó, chuẩn bị nè. Đua là bạn 1, 2, 3, vô. Được bao lâu bạn? Mình ngoan được bao lâu? Biết nữa. Ủa sao xem nhanh vậy? Trời xin lỗi nha. Trời ơi bạn, 440 mã đó bạn. Giỡn hoài. Cái này nít lên hoài. Đây cũng 440 mã. Bay bạn. Bay chưa là bay dữ chưa? Bay dữ chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Giỏi được tôi. Chắc chưa? Dạ bạn chắc không? Bạn chắc là tôi bạn đua không? Rồi chuẩn bị tới khúc này thúi thúi nha bạn. Nhớ đóng kính đồ lên kia kỹ nha bạn. Có mở kính đâu mà đóng xe hàng ta, ta quan trọng. Tới bạn ơi, tôi thắng rồi bạn ơi. Thế là hai người đó cái gương rồi đó. Có đâu, anh có va chạm với bả đâu. Ừ, cho ba chạy ngoan vậy thôi chứ. Xong hồi dướng cái con lương đi nha. Ê dướng ở rồi. Dướng cái bụng binh. Tính ra là tụi mình chưa có bao giờ xuất phát từ bến xe miền Tây mà đi mà buổi tối như này luôn các bạn. Anh sai. Đúng rồi. Anh sai. Đúng rồi. Tại có bao giờ biết miền Tây nằm đâu đâu. Đó đúng rồi, anh đúng rồi chứ sai gì nữa. Những chỗ khác thì xuất bến tầm khuya khuya sáng sớm thì có chứ bến xe miền Tây chưa. Xe em các bạn ơi. Xe đông các bạn ơi.
đông à? Giờ khuya này cũng đông. Xe đông thiệt luôn á. Đồ này dành cho tôi là đúng không? Rồi mình đi sau á. Không má, nó dành cho xe máy má. Bởi vậy chạy vậy hỏi sao tao không chửi. Các bạn ơi, tôi vẫn chờ ở bộ. Đừng có nói gì. À, khúc này mình đi lên xíu rồi mình sẽ quẹo qua phải để quẹo ra cao tốc. Gần tới 30 tháng 4 á chị. Mày nghĩ cái thằng cái trâu đi chứ sao không có nhá đèn nha. Chán lắm các bạn. Đừng cản để xuống à, lấy đồ đâu bẻ cái đèn thôi. Tôi hụt cái đèn đỏ mà tôi mất dấu mọi người luôn rồi. Ủa anh chỉ nói ở trên thôi mà sao vậy? Em ở dưới mà em dừng đèn đỏ chi? Không anh, mấy con chó nó đứng đèn đỏ làm sao tao nó được. Vậy hả? Tưởng em đi lên thăng cấp đi. Lên cấp cuối rồi. Mà đi vậy? Còn cũng còn cấp em một phút nữa. Hello bạn. Hello bạn. Trời ơi, các bạn thấy xe Hàn Quốc full option không? Ghế limousine, màn hình mà nay khách mình muốn nghe nhạc. Trời hơn là tới so với lại coi phim. Lo nó giống tin với ghệ đó không à? Đúng không? Nè, tôi nghe bài Vũng Tàu nè. Khúc này là nhiều người mất bánh mì lắm nè. Ông xin nhà anh không bạn? Không phải bạn. Đi theo. Đó, bạn bị mất bánh mì rồi đó. Tôi không nói khúc đó có cái biển cấm đâu. Nhưng mà như mình nhớ gần đây nhất mình đi là có một cái biển cho xe khách đi là thì phải. Có một cái đợt là đó có cái biển cấm là chỉ cho xe con đi bên trong thôi. Còn xe khách, xe tải, xe công cái thứ là phải đi bên ngoài này quẹo. Mà mình nhớ bạn, gần đây nhất là có cái biển cho xe khách. Không biết bây giờ sao. Đi xe kiểu đó không có tốn ổ mì đâu bạn. Tốn hẳn tô phở bạn ơi. Hả? Khúc nào? Phở lên mắt á. Khúc nào? Nếu tôi nói phạt á là phạt phở lên mắt. Chứ ổ mì không đủ. Mình gọi vậy thôi. Tại vì khúc đó đợt mình nhớ gần đây nhất mình đi là có cái biển đó. Mà không biết bây giờ sao rồi. Tại khu đó hay đổi biển. Không theo biển. Nhớ mấy cái khúc thì nhớ mấy cái quẹo của đó là chỉ có bọn xe buýt từ này kia nó mới được vô chứ. Không anh, hồi đầu á là chỉ có xe con thôi em. Ui trụ mình qua là vừa nhảy qua đèn đỏ luôn. Xe con là xe máy đúng không? Hay là không vô đèn đỏ? Không, thằng Hòa dường tôi đèn nhẹ. Ui gì vậy? Ở đây xe dừng. Dừng gì? Xe đậu. À dừng mua nước. À mấy anh dừng mua nước đây là bị lụm nha. Ở đó có bạn cấm dừng cấm đậu nha. Thôi ai quan tâm. Mấy anh dám dừng là... Không có rồi 200m nữa vô chạm chu bí. Mà ở chạm này hết hình như hết hạn rồi mà đúng không? Hết lâu rồi. Rồi đi luôn bạn ơi. Đi lẹ coi con màu đỏ này. Hãy từ từ á. Lựa nữa chứ. Chạy xe mà. Buồn ngủ rồi đúng mà không? Anh gấp quá à. Buồn ngủ đúng không? Ngủ gì giờ tôi quẩy trong coi. Ok. Tôi đang định chờ mấy anh em tôi hiểu không? Nó sau lưng nè. Đất nè. Ừ. Nhưng mà lưng tôi thấy bạn hả bạn ơi. Xe êm quá. Như chó thỏ. Chạy con chậm thôi bạn ơi. Nãy có số chục mà. Tôi chạy 100 mà. Chắc chưa, chắc là 111. Tao có thấy cái vô lăng cũng vô dữ người ta. Trời ơi, xe êm gu. Lẹ nha, chở khách tới Cần Thơ sáng sớm đi, người ta còn đi tham quan rồi chiều trở về á, người ta chơi có một ngày à. Trăm. Chơi không phải chuyện chơi dữ nữa. Sao con xe trên trước nó không đèn luôn, các bạn thấy không bạn? Ờ, nó hơi tối. Thì khách ta đi du lịch mà, ta chơi mấy hôm thì hôm đi đây, hôm đi kia chứ. Đâu, thật sự Cần Thơ nói vậy chứ, sáng đi chợ nổi, chiều đi về vừa rồi. Ủa, xe con nó có thu tôi cũng thấy luôn á. Để không nào có xe hết ta. Có xe máy lên cho bắt nha. Khen nha, khen không giữ nha. Thấy xe máy mà khen vậy á. Sao mấy anh mở đèn đu đi mấy anh ơi, em đang nỉ á. Tối đúng không bạn, nhìn không ra luôn á. Ừ, cái đèn đu luôn á. Mấy nào bật phai hả, tắt phai rồi. Con kia chạy trong lãnh đọc nghe nhiều rồi đó. Tôi bị kẹt xe con bạn ơi. Bạn ơi, có chừng xe con bạn ơi. Đây các bạn. Hên nó màu trắng nó chứ màu đen là tôi mút nữa rồi bạn. Tôi đá đèn. Còn nó nãy giờ tôi dướng nó hoài luôn, tôi chưa qua được á. Nè em chạy theo tôi nè. Ờ. Đó. Thôi chạy vậy mà cậu ơi. Trời ơi thắng kịp hồi xong kịp rồi. Thấy không? Tôi nói phải không?
Chạy theo túi là được rồi. Rồi không biết sao nó tùm lum tùm lum. Ê nháo đi đâu nháo. Đừng nhìn được. Đừng quánh giá em nha. Nhưng mà tính ra nãy quà hắn đâu có tông xe anh đâu quà. Có anh hết đát rồi anh. Đâu anh nói xe anh đâu bị gì đâu. À quên. Tắt cái đèn này đi cho khách mình ngủ các bạn. Bật đèn sáng có khách ngủ được, còn khách chửi nữa. Em không tông xe anh nhưng mà có người đằng sau hút xe em. Đúng rồi, thì có người hút thôi chứ lúc đầu là anh thấy em ơi. Ngủ rồi chứ. Xe máy mà nó chạy vậy đó. Ơi, con này nó còn tàn cái hồn. Em à, chứ mở pha hơi nhiều nha. Tôi bạn, tôi ơi. Đường nó tốt lắm, thấy đường bạn ơi. Cái kính nó tôi thôi, không thấy đằng sau có ai luôn. Ủa, như trên cao tốc này như có đèn đường không ta? Không bạn, cao tốc không có đèn đường bạn. Trừ những cái chỗ mà ra vô hoặc là gần tới trạm thì có đèn đường thôi. Còn lại là không có đèn đường để về tập trung. Còn thằng kia mày cứ xi nhanh ra, xi nhanh vô rồi vậy. Xi nhanh cho nó quen tại. Ghé trạm cho khách nha, ghé trạm cho khách nghỉ nha. Chị nói vô, con xe trạm luôn, vô trạm luôn. Dạ, nhớ quẹ dữ ta. Chỗ này đi tè nè không bạn? Đúng rồi, rồi vô trạm cho khách xuống đi vệ sinh đồ này kia. Mặc dù mới xuất bến có chút xíu thôi nhưng mà khách Hàn Quốc cho nên là phải... Đâu? Bây giờ cái chỗ này là người ta hay đậu mà bạn. Kiểu vậy chạy miền chân bây giờ luôn bạn. Thì đó mà, như vậy tôi nói là tại mình mới xuất bến đó bạn. Trời rộng vậy. Trên lớp. Thường đây xe đông á là xe khách đậu ngang nhưng mà nếu mà rộng như này thì mình đậu thẳng như đi đó. Đậu vậy cho người ta kêu là có ý thức. Không có ý thức. Chị Dũng sẽ cán dập xương cá đúng. A little later. Ủa? Thằng xe buýt nó cũng đi theo mình nữa anh em. Rồi lên xe, biết xe luôn. Lắm, bạn ơi. Đóng cửa vô. Chở khách tuyến miền Tây mà. Ủa khách miền Tây. Chắc Tây Ninh quá. À. Thằng này nó thấy cái đàn mình nó đu theo nè, mấy này bởi vậy. Thấy người ta xính ngoại cái qua. Bởi vậy. Đi bạn ơi. Bạn ơi. Xe làm gì có hai cửa gấp như tôi. Còn cái con xe bú này nó không chịu đi. Ê, bạn. Xe anh cũng có hai cửa nha, phiên bản nhập Hàn Quốc là có hai cửa, một cửa lên xuống với một cửa thoát hiểm nha. Xe, em xe đừng có mà đùa. Nè. Nè không coi nè, không coi tôi trước nha. Không thấy tôi mở hai cửa không? Nó kia nó cạnh nhau các bạn ơi. Ba thằng luôn bạn ơi. Kệ con gà đi. Đúng. Mà nhường mấy em đi trước luôn á. Tôi nhường mấy em đi trước, mấy em chạy ghê, tôi nhường mấy em đi trước luôn á. Đóng cửa lên thằng quá. Đang nó kẹt giống kìa. Cái cửa thì mở ra ngoài mà bị đặt. Nè có cái cửa mà mở gấp như tôi không? Sao lưng vậy? Dũng với Cù, ok cho hai đó lại chơi đi. Bài mấy em. Lừa cái Dũng. Sao tự nhiên nó thắng là gì? Mắt. Chạy nhanh mày mới ra mà mày nhanh với mày. Xe tự động thắng mày ơi, xe đi bạn ơi. Tự không nổi. Không muốn lội vợ đi nè. Để sắp xếp đi. Xe yếu nhảy như vậy. Xe bạn chở dồi hay gì chậm với các bạn. Công an kìa, em mới cho 60 mà mày con quỷ. Hết rồi. Công an trên kìa. Có đâu, công an đâu. Quá. Anh muốn tôi phở lên mắt không? Không có, không hề có nha, không hề có công an nha. Thấy hù quá. Hù đâu mà hù. Công an lo phạt con xe cộng. Đó, tôi thấy đó. Mắt như mắt chó vậy mày ơi, nhìn xa dữ vậy. Con khứa bà tao. Không, cái đó đâu phải phạt, cái đó xe công nó bị sự cố đó, nên là... Chạy trong làng cách vậy? Nên là xe đậu lại để cảnh báo mà. Ủa, em có thấy đâu? Mày chạy mày xỉa lên xong mày kêu tao. Em có thấy đâu? Chạy theo bằng đèn. Mày chạy đúng không bạn? Cái đàn mình nay chạy cực kỳ chiêu luôn. Chiêu không? Sao con này nghe quen lắm nè. Chiêu. Con xe bú này chạy chậm vậy á? Em biết ơi. Cái gì vậy? Tôi mới giờ thấy tôi được bút lên 200 km vậy. Cái bước đuôi. Bạn ơi sao bạn đi xuống dưới vậy? Đang chở khách cho con tóc mà tự nhiên tôi đếm đó luôn vậy. Đi xuống quốc lộ rồi chứ. Đang kêu luôn á. Bà mẹ thằng nào tông
không tin được luôn á mọi người, không tin được luôn là mới vừa đang chiêu chiêu đường xíu luôn á. Cái mỏ xong, đó, cái mỏ nó hất còn phát một cái văn xuống dưới kia luôn. À, cái bên vậy. Nghe bọt liên 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 này. Nó ném đá đèn cho tôi đúng không? Ai da, tụi bay đá liên quan tới tao. Xe của em có chống đèn đá hả? Chống đèn đá. Chống đèn đá. Chống đèn đá. Hay là chống đá đèn. Chống đèn đá. Nè, không có cái tạc đầu nha. Đó, 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 đó. Tạc đó. Nè, đâu tao đây mày tạc luôn đi. Tạc chứ, tạc chứ. Tạc dội. Vô đây hậu. Đi thò tự phức. Đâu mà, nó vô, mày vô, mày sẽ không? Ai cho xẻ? Ai cho xẻ? Tao bạn xẻ được. Được. Ai cho xẻ? Ai cho xẻ hả? Ai cho xẻ vậy? Chưa. Chưa. Rồi xẻ bên trái rồi bạn ơi. Trời sao bạn non vậy? Tôi xẻ bên phải. Không bạn. Nãy con kia nó nhường tôi. Dạ dạ dạ. Ê mày mày bớt bớt. Bớt có cãi nha mày. Nó thì nhường con đó đó. Anh không lấy cái xe nhanh tôi à? Tới đây mình quẹo mình đi dòng xe Mỹ Tho là đúng không? Đúng rồi. Ơi sao con kia nó lại con kia vậy? Ai vậy? Coi. Hay nè. Chạy ghê quá à. Không có gì ghê á. Chạy vậy quen rồi. Không biết khách bên Hàn Quốc có hay được chơi mấy cái trò rượt đuổi trên cao tốc không chứ mình thấy qua đây nhất là lên cái chiếc xe màu đỏ trắng bên kia là mình thấy chơi được rồi đó. Chơi vui luôn là đằng khác á. Bình thường tôi ngồi xe khách đó bạn. Anh ơi, tôi kiểu đang ngồi thường đang nằm không bạn? Khang với anh Dũng bị công an bút rồi. Ok. Vậy đi mấy năm. Ai giống cái thằng đó là đỉnh rồi. Bị quát vô rồi kìa. Cái chỗ này chỗ cao tốc mới rồi đúng không? Không. Thấy nó lạ nè. Như cũ. Không bạn, bình thường là mình ra khúc dòng xe mà bạn. Không thì từ hồi mà có cái hướng cao tốc đi xuống Mỹ Tho là mình hết rồi vậy. Sao tôi thấy có con xe máy nó nằm ở giữa đường kìa. Đứa nào? Xe máy chắc phải giá luôn anh. Chắc phải giá luôn anh. Con cảnh sát kìa bạn Hèn ơi. Thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi. Trời ơi, xe máy nó kẹp ba nó tạt đầu tôi kìa. Ủa? Rồi chúc mấy bé lại đóng phạt vui vẻ nha mấy bé. Vậy? Chạy cho dữ vô. Kẹp vậy. Sao xe nó lại kẹp vậy? Kẹp xe người ta. Ồ, xe cảnh sát dừng ở ngay chỗ chạm đó để bắt luôn á. Ơ kỳ. Kẹt xe chứ, kẹt xe đừng dẫn. Chặn, bạn biết không, bạn biết sao dừng nó không? Chặn mấy con hung thần xe lộ chạy xe khách đó bạn. Sao chỗ này kẹt vậy? Đáng xem. Đáng ở phía trước thôi, nó làm cái gì. Kẹt một nồi bay kẹt, có con đầu kéo nó bị kẹt kìa, nó lệch nó không ra. Con đầu ngu chứ con đầu kéo cái gì. Đó, mấy thằng này nó mới vừa rớt bánh mì xong. Kẹt luôn không đi được luôn hả? Không, bây giờ nó phải đi bạn. Chen đường, chen đường, chen đường nè nha. Không lẽ giờ mình hạ kính xuống mình chửi cái này với thiệt chứ. Kẹt ba mà chơi vậy đó. Chửi ta nói mấy tài xế đó bạn. Lên chặn đầu không bạn. Xe máy nó kẹt ba mà nó lượn ra, thấy công an nó lượn ra chặn đầu tôi chứ. Ê bạn có thấy xe nhớ dạ. Gì nó Mỹ Tho hả lẹ. Lẽ mà, tại vì đường làm tỷ lệ ngắn. Dạ đi bạn. Xe máy nó nằm rồi bạn. Thấy rồi, thấy rồi. Lưu ơi, lưng có chiếc xe máy nữa Lưu ơi. Đừng để đầu đuôi dưới xe máy hết nha Lưu. Cao sao cái bên em có chiếc xe máy vậy? Trời ơi, ớt rồi, ổng cài cũng cao rồi. Mình xuống cao tốc rồi mà. Rồi giờ hai thằng bay đi lẹ cho khách đi. Trời sáng bây giờ. Thằng đép đi chứ tao đâu có đi được. Ôi, thấy chiếc xe máy luôn. Này trong 4 trong 3 nó, vậy? Nó vô cái chỗ điểm mù á, bạn hiểu không? Ủa chứ tưởng bạn mù sẵn rồi. Bạn làm gì có điểm nào mà không bị mù nữa đâu. Điểm nào cũng mù hết trơn á. Đừng để tôi xuống Cần Thơ, tôi đem bán anh luôn á. Ghê vậy sao? Sợ quá. Vậy là mày muốn chặt thịt đúng không? Đây là chạy 70 hả ta? Này phải 90 chứ. Ủa cầm điện 70 hả? Có bạn. Có thấy đâu ta? Nó chạy tài xế mà vậy đó, tài xế mà không để ý. Hốt cái biển đi, hốt cái biển.
Nhưng mà hốt cái biển đi là mình được gỡ bỏ mọi giới hạn tốc độ. Ui giời ơi. Chỗ này đông cái gì? Mới xuống cao tốc mà bạn. Tao biết đâu bạn, bình thường đi xe máy mà bạn. Không rảo nha, không rảo nha. Tôi nhớ cái kèn ông vàng ghê luôn vậy. Bóp nó đã tay gì đâu. Kèn này chưa kịp gắn lên cho nên là nghe nó hơi đù đù. Không, đù 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 đù. Nghe toàn đù với đù không à. Cái gì vậy ta, tự nhiên đang chạy bằng hai giáp vậy? Anh bật hai giáp thì em lên lệ. Đếp rồi, đếp rồi, đếp rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nè, anh chạy theo tôi là được rồi. Ủa, ổng qua theo chị hả? Buồn vậy. Thằng ngáo nó lên hình hề. Thằng ngáo nó lên như là một vị thần luôn. Ê, tôi mới lát tôi tới thắng kìa. Trời, tao nói nó song song kìa. Kìa, nó chạy lên trên dĩ hè luôn mà bạn. Bất ổn rồi. Tôi đề nghị tướng. Nó làm có bằng mà tướng. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tướng vô lăng. Chả lăng kìa. Nay không có chỗ tài lấy lụa được, mấy này nó lụa hết trơn rồi. Lụa mà lụa tầm 7 không à. Vậy là không non rồi. Cái gì vậy, đang chạy đạp thắng cái con xe mù què này. Làm đường nha, làm đường nha, làm đường nha, làm đường nha, đường đấu một lên nha. Em hiểu tại sao nó dừng chưa? Ê bạn tính ra tôi đi qua lên bạn sướng nha. Ừ, bởi vậy. Đạp liền, đạp, đạp. Sau lưng có xe không vậy? À có quỷ lưu nè. Cái bạn. Tao nói nhẹ nhàng. Vượt cho bạn, vượt đi bạn, vượt đi bạn. Xe trống lắm bạn ơi, vượt đi, vượt đi, vượt đi, vượt đi. Trống cái đầu không? Hay vậy quá à. Trống quắc luôn nè, không có xe nào luôn á, trời ơi. Đi đi trong này cũng kiểu ác mộng luôn á. Mày nè. Trống dữ chưa? Đang, 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 nó ở cầm kìa. Trống không? Trống vô lan can bạn. Đang nó ở cầm, cầm, cầm ngoài bạn. Quỷ quá. Nói gì chết. Đàng hoàng đi. Chạy xe mà không nghiêm túc gì hết trơn á. Giống ông á, chặn lên kia. Trời ông á. Ê, ê, giờ sao? Bạn, mày, bạn mày, 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 lên, mày lên. Mày lên đây. Không biết auto bắt xin không? Tao cho mày. Thằng nào biết sao làm theo vậy hả? Hả? Đúng là chị em nhau ha. Thấy con chị lên đây, mày lên đây. Em ra tay liền. Mày lên đây. Nãy nó đã lắm. Ở đây. Lẹ. Làm chết đi tao. Cái gì vậy? Chị cô. Đi ban đêm cho nên là nhìn cảnh nó mù các bạn không biết được á, nhìn biển báo mới biết á. Bật ba lên anh. Ai mình bật ngấm nè. Đó cái chuyện á. Sao nó kẹt chứ gì? Nó đây nè, đây ngõ mẹ. Không, này bạn... nó không có biết luật pháp gì. Như này sao mà bạn thấy được đúng không? Nè, tôi bật pha đâu thấy được đâu, tại vì tôi không thấy được cái đèn của tôi luôn rồi. Ai da đừng có cõi. Nó đi được đó mà cầu. Ở giờ chỉ trâu ý thức. Đó đó, nó chặt chặt con xe cảnh sát luôn rồi bạn ơi. Cái gì vậy? Cái gì đằng sau lưng tôi vậy? Kèn chứ đâu phải cái gì đâu mà cứ bóp hoài vậy. Ừ bạn tôi cũng tính rủ bạn đi vào đó luôn, bạn tôi cứ tính nói bạn là tôi có một cái ý kiến này luôn á. Ngu. cái bụi cây nó không chấp nhận bạn ơi. Để nha, rạ côn hơi mở chân nha. Cái giải nó xỉu ở đây vậy. Mấy thằng xỉ. Mấy thằng này nó chạy nó có biết cái gì đâu bạn. Bạn quên rồi hả? Bạn quên là thằng cù nó cũng tai tiếng một thời. Quên bạn. A1 còn không có lấy đâu ra. Đúng rồi. Còn lấy xe máy mà còn chưa có. Thì bạn đòi gì á, một thằng chạy nguyên con 50 chỗ. Điện. Xe công này nó quẹo. Thấy nó quẹo á. Nó quẹo.
mà nó quẹo ngu bạn. Ờ, quẹo cúp đầu xe cảnh sát đúng không? Xe cảnh sát à? Ờ, nó cúp cảnh sát luôn bạn. Đỉnh. Tối, tối mà mấy anh đứng. Ờ, tối má ơi luôn à. Mày lên đây, mày bước lên đây, mày lên đây, mày lên đây, mày lên đây. À nha, tôi thấy rồi nha. Lên đây. Chết chứ ta. Chị kêu tối. Lên đây, mày lên đây. Tao vật pha cho mày chết, mày lên đây. Chị kêu tối. Chết vật pha tôi rồi vậy. Mày đi lên đi bạn, lên lại các bạn. Tôi sẽ cho mày ăn nắng cái ngọt bùi. Thôi à, thằng bà vượt theo đúng không? Mày mày ngu. Vậy đang bận đi pha ổng rồi, mày đứng lên. Mày sợ tao chưa? Mày sợ tao? Tôi sợ tao thì ăn cục biết nghe các bạn. Bạn không là cái đinh gì hết trơn á, tôi nói thiệt. Có cái chỗ không luôn. Lo bực pha quá, mộng nội này thắng ghét chứ. Đây dạ, trời. Ôi dồi ôi, dạ, chơi tôi đúng không? Chơi đúng không? Mấy giờ ta, không biết trời gần sáng chưa ta? 9 giờ sáng rồi anh. Vừa 9 giờ sáng ăn cái gì 9 giờ sáng. Trời ơi. 5 rỡ. Ăn khác chứ. Giờ này mà 9 giờ sáng. Tôi giống như đồng hồ. Tôi nhìn xuống thấy cái tóc gì. 5 rưỡi sáng. Không vậy tôi đi tới Cần Thơ tầm 6 giờ. Kịp dư. Hồi ra khúc này mình bắn rồi, khúc này mới có đường tránh là đường hơi hẹp xíu. Tối quá tao không lấy đường tao ơi. Chịu đi, muốn đi chợ lỗi là phải đi giờ này bạn. Đúng rồi, giờ này khách mới xuống chơi sáng sớm được. Đâu chứ, tao còn nó tông cái nó dội ấy ơi. Trời tưởng tao ông tông tôi hết hồn gì. Trời ơi, bạn nghĩ sao vậy? Dân chuyên nghiệp đi cổ. Vợ trong nháo tắt máy luôn rồi. Vợ trong nháo sao tắt máy được đỉnh vậy? Mày tông mạnh lắm hay gì chứ? Ơi sớm hơn quá, mẹ đã chân quá. Sớm thì nó tôi cắm vô cái con lươn rồi. Intro được. Cái chỗ này bán lập xưởng nè. Sao có tiếng con Grand Bus nghe cái tiếng hồi nó kỳ kỳ vậy ta? Ủa? Cái cây đâu? Cây gì? Cái cây wo á. Bà sợ có cái cây trắng á. Chạm á, cái cây chạm á. Cái trạm đâu có cái cây. Dạ. Dạ em nhá tôi đúng không? Dạ rồi chứ không nhận sự biết. Không có xin nhà luôn. Đó, nó có xin nhà. Dạ đông quá. Dạ nó có xin nhà. Đó, anh chạy đằng sau mà cũng thấy. Đứa nào bay? Ấy cũ. Ủa, không mà. Thiệt luôn á. Nó chạy lên phải mà nó xỉa lên phải, lên trái luôn. Mà nói chung lần cùng mày cô ơi, mày học hả? Mày cô cứ kính chứ ơi. Trời ơi, ai đông xe còn lớp đổi luôn vậy. Trời ơi, ông không tông lên máy kìa. Không nha, tại vì tôi đang mất cường đó cho nên là tôi quẹt thôi, tôi không có đi thôi. Chết mẹ cái đây nghe. Không. Quẹt, không có tông em, mình quẹt ngang bên hông thôi em. Nhưng mà người ta ngang nó vượt. Vừa đi ngáp, trống. Vũ. Quỷ ngáo. Mẹ nay nó tỉnh chưa ta? Trời ơi, em tao không tỉnh, ai tỉnh? Tại vì giờ này còn sớm mà. Giờ này sáng rồi. Tầm 2-3 tiếng rồi anh quay thì... Chuẩn bị sáng rồi nè. Rồi, tới đây đạp được rồi đó, tới đây đường thoáng rồi nè. 5:45 rồi, lẹ. Tới cầu Cổ Chiên chưa? À, bên kia có trạm dừng chân Phúc Lộc cả ai vô không? Này. Ai mà phun đỏ thì giả bộ vô được á. Vô có được tiền hay là lợi suất gì không bạn? Không biết nữa. Quen nhá. Đi ngáo. Ngáo đang chạy đứng im tầm 2 giây cái chạy tiếp. Nhá nó vậy giữ tốc độ luôn chứ. Nhá xưa giờ vậy em quen rồi. Nãy do khách mình dừng ở trạm dừng ở cao tốc rồi cho nên là không có cần dừng ở mấy trạm dưới này nữa các bạn.
lẹ tới Cần Thơ luôn. Thơ cũng muốn cũng cũng thần xa luôn. Dạ, dạ. Gì mà nghe mất quá vậy mày, thấm đụng tới mày thôi chứ. Ê, cái này dạ, sao, sao lần nào nó cũng với thằng cù được á ta. Kỳ á bạn, kỳ, kỳ. Sao? Sao vậy? Thằng cù nó trong con xe khách luôn bạn. Ủa là sao dướng mẹ rồi? Chịu. À, vậy ai tông tôi vậy? Trời ơi, dạ. Có xe máy nha ngáo. Thấy rồi anh tạt nó vô lan can luôn rồi, em chạy qua cái một. Ủa qua bên trái luôn đi quả. Đang dướng đép rồi. Cái này mình chạy chiêu gì đâu luôn á. Từ trời sáng nha mọi người, tôi trời sáng nha mọi người. Rồi trái cũng qua được đâu, nó cũng xe xuống không. Đi gì chó lẹ. Phải mới được. Gì quá. Nhớ bạn gì quá. Ờ, trên này chơi vui bạn ơi. Hai. Trên này tôi nhắc nghe bạn chạy. Nhắc giống sợ liền ngáo. Chiêu. Rồi, trời ơi, ông tạc con xe con kìa. Má rồi, không tôi phở. Đại xe còn. Tốn gì ông chạy không có lo. Ủa? Đâu, nhà xe lo. Con này không đẻ được. Nhà xe lo mà. Rồi, chuẩn bị tới cầu Cần Thơ. Ủa? Ủa, chưa Vĩnh Long mà. Ủa? À cầu không biết thận lâu lâu lâu. Tụi miền Tây đó mọi người. Tụi miền Tây. Dân miền Tây đó. Quên. Lên cầu cái thận đi xuống. À mình nhìn bên kia mình lộn. Bên kia cao tốc cầu Mỹ Thuận 2. Tây 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 Ninh. Chỗ này Phà Cũ nè, chỗ quẹo trái. Đi Sài Gòn thường. Ngày nào cũng đi, đi mỗi ngày. Xong rồi chê bình, dân Sài Gòn nha, đi hình chết còn nói. Cái kia nó nói gì ta, nó gáy gì dưới vậy ta. Chịu ông ta, chịu ông ta. Ấy vậy, nay chạy chiêu á. Chiêu. Đúng rồi, em nên chạy mình đó ngáo. Em nên chạy mình. Tại vì... Sao mày không đụng ổng đi ngáo. Quay cầu em đi một lên được không cầu. Em mà tôi biết đâu rồi. Biết gì nữa. Ê, thôi, có mẹ, có con mà. Mày không là hơn người già. Địa phận Vĩnh Long. Có con bánh tải nó bị ngã giữa đường á, không có ai tông nữa. Ở dưới chắc là ngáo á. Đi ngang ngáo xe nó ồn được chứ. Bên trong thì nó êm nhưng mà phía sau nó ồn. Ồn ghê gớm luôn. Nhưng mà em nhớ con Redbird nó đâu có ồn gì vậy. Ờ, không đi phía sau nó ồn em. Nhưng mà nó đâu có ồn dữ vậy. Đúng không? Nó vẫn ồn nhưng mà nó cũng có ồn như vậy. Ờ chân né xe máy đi. Ngứa chân quá đuôn ngáo. Không. Sao vậy? Trời trời sáng nha mọi người, trời sáng. Lẹ. Đi chợ nổi anh em ơi. Lẹ cho khách tắm biển sớm. Bây giờ đi thẳng là các bạn sẽ vô thành phố Vĩnh Long, tại vì trước mặt các bạn là cổng vào Vĩnh Long nhưng mà mình không có vô được nên bây giờ mình sẽ quẹo phải. Lẹ. Ông có biết chúng xe máy đó ta ơi. Ủa con xe máy. Xe máy là tại nó thấy xe lớn mà nó cứ kè cái bên. Thôi anh bớt điều lại. Hai con xe máy ổng liếm với hết con đã đang chạy đuôi thời gian mà bạn lưu tôi lên rồi hả? Bớt điều nha. Nhớ bạn quá. Tôi chạy tôi không biết tăng bao nhiêu con để tôi lên với các bạn. Chạy lẹ lên khách tắm biển sớm. Ủa tắm biển. Tính ra vừa tới cái thả chờ nổi luôn ha. Có ai nghe thằng đếm nó kêu khách tắm biển không? Nó bị nhau. Tại cũng có biển mà rồi. Áo thật sự á là ở Cần Thơ có biển nhưng mà biển nhân tạo mà giờ bỏ rồi. Rồi phải luôn nha, phải. Chở thẳng ra Bến Tre luôn. Còn không em chở xuống Cà Mau thì tắm biển Cà Mau luôn. Mà xuống Cần Thơ là tại biển nước nhưng mà có biển người á. Không, biển trước đây có biển nhân tạo. Sống gì hết tạo á. Bình Dương cũng có biển nhân tạo vậy. Đi đẹp nha. Ngáo ơi. Đẩy cái đầu cho vui. Ai ai sau lưng nhà ngáo hả? Cái đầu trăm hai con trai mà gặp không lại luôn á. Dược con xe công, xe con mà nó chạy cũng vậy á. Để lẹ giùm cái mấy anh trai ơi, trời sáng rồi. Tụi em còn đi chợ lỗi nữa.
không, bạn khách nổi thôi chứ tài xế không nổi rồi. Bạn ơi, tới miền Tây rồi bạn ơi, bắt đầu cũng cười. Đúng rồi, tôi cảm nhận được lúc nãy rồi. Gì kẹt à, đây cái nó chiêu ghê. Xuống đây dừng xe một hàng, cái nó chiêu gì đâu. Mấy con xe quần què này nó chạy nó có ấp não vô vậy. Mà quên nó là AI mà. Tự hỏi tự trả lời luôn. Em có lắp não vô não trước khi em hỏi câu đó không vậy? Cậu quên em làm gì có não đâu mà em lắp. Có đâu có não đâu, có con chip mà. Chip là gặp trình sẵn nè. Nói nhiều rồi trả lời nhiều rồi. À, bây giờ đi hết đường này mới tới cầu Cần Thơ nè. Dường có mấy em đi. Dường có chết. Dường có vô la. Tôi đang lễ bảy mươi phần trăm rồi. Hồi ba cái tập tiếp. À gì? Trời ơi. Cháy lớp luôn á gì? Ông gì thấy tôi á, tôi chạy trong hai lần. Ủa thấy nhưng mà bạn chạy biết sao thì bạn phải giảm tốc độ đi chứ, xe tao chuyển làn mà. Anh mà cái mùi lớp nó lên luôn bạn. Anh mà lực của bạn đạp đi. Không, vậy thì không có. Tôi nhẹ nhàng lắm, ai bạo lực như mấy em. Bởi vậy chân nó ngắn có tới đâu mà lực. Tại đâu nghe, đâu nghe, tại đâu nghe. Bạn ơi, chóng lên bạn ơi. Ôi, hết đại rồi mày, em quỷ. Bạn hãy tái trước mắt là có cái cua đó bạn, bạn dụ tôi đúng không? Có nào ai dụ đâu bạn ơi. Rồi, câu Cần Thơ. Bây giờ mới đúng nè. Hồi nãy hơi câu này gì? Câu là... Câu này câu gì? Câu lớn quên rồi ta. Câu Đồng Nai. Câu Chà Già Lớn. Chưa tới cầu Cần Thơ bạn. Chí nữa. Tôi kêu là gần tới cầu Cần Thơ, tôi có cái cầu này là cầu Cần Thơ đâu. Dạ sao? Ông xỉu mà tôi quýt ông liền á. Tính xỉa. À dạ, đồ bánh ơi. Đó. Nhanh một phút rồi chậm cả đời. Vô tù ở nha con. Sao? Tù nào chứa tôi. Chẳng tôi về hết rồi. Anh nó thấy anh nó sợ nên nó hành ra nó vậy. Nó đạp một mét ba như xuống á. Nhẹ nhàng hả nha mọi người. Đừng. Trời nó nhúng rồi. À. Nó chạy như chó chí vậy. Chà bè. Ê. Tôi muốn xỉu bạn quá à. Xỉu đi, người ta kêu á hả. Này kia. Anh ơi, tôi có cái gương anh ơi. Ôi trời, tầm này đẹp quá tao ơi. Tôi có cái gương nhưng mà có những người không biết xài. Dạ. Trời ơi, ok, trong đây không, trong cái gương, cái gương trái là dễ coi nhất á. Những cái cục điện. Cái gương phải mới khó coi. Cái cục điện ảo vậy. Con Volvo này nó ngựa ghê tao ơi. Xỉa bên này nó sói bên kia. Nhớ ơi. Em đang làm gì đó. Ôi vô dùm nó tập con gì vậy. Ây da. Em bước xuống đây. Em bước xuống đây. Tông chui cho bạn. Chịu. Mấy em bạn á, bạn muốn làm gì bạn kiếm nó. Bạn chịu tôi không có liên quan với mấy này, bạn hiểu không? Tông thôi giờ này chưa lên LED RGB hả? Sáng rồi má lên gì nữa. Ủa phía sau trời quá trời rồi. Luôn không, về Cần Thơ cái thấy Huracan liền. Hay tôi chắc là liền. Bạn luôn á. Tôi đang ôm cua nguyên cái gờ nó bay lên. Tôi cán vô cái gờ mà tôi bay trời luôn. Tôi tạc đầu Huracan mà con Y10 nó chạy chậm quá. Thì à, lỡ xe lỗ. Tạc thôi bạn, như tôi biết rồi, tôi nhiều hơn cách mà. Đi theo tôi nè, chạy nhanh lắm. Thôi chạy nó ta chửi bạn ơi. Chửi thằng lưu. Ai chửi thì có ai chửi. Thì đúng rồi, chứ không lẽ giờ bạn tin lưu không lẽ chửi thằng tài đúng không? Tôi nghĩ mấy bạn tin tài, chửi thằng lưu với thằng nào chạy nó chịu chứ. Vậy sao? Dễ nhóc thắng vậy. Thôi xem má ai cho chạy qua đây. Chạy qua đây nguy hiểm, dốt tạt bao bên kia luôn bây giờ. Rồi xuống múc nó đi. Bạn ơi nó dừng lại, tôi múc nó múc tôi bạn. Diễn. Nó chạy đó. Đó xỉa đầu tôi kìa.
trở đi. Ngày không xe thôi bạn nè. Tôi bắt xe. Ôi đỏ nhìn ghê quá. Ghê. Ôi đỏ ghê. Màu đỏ nào cho đúng danh đúng tính nha. Màu đỏ. Mẹ mơ. Màu đỏ chiến tỏ. Sao hết vậy á? Ủa? Tôi đi theo bạn, nhắc tôi đi cái đường vậy hả bạn? Bạn coi vậy được sao? Muốn đi theo. Muốn đi theo. Thì thấy bạn đi vui quá đi theo. Kêu kêu ăn khác ăn không? Không. Chả hù là được rồi. Thấy có người vậy đâu mà thù dai. Ông đạp đầu tôi nữa không? Ông dám đạp đầu tôi nữa không? Vô bến kìa bạn ơi. Dạ dạ dạ. Hình như cái bến bên kia. Ôi trời ơi, trời ơi, xe tôi bay lên trời luôn bạn ơi. Bay chuyện gì? Mày thù dai. Ai thù đâu, ai thù đâu. Người ta chuyển làng, người ta vô bến các bạn. Không. Mày thù dai nè. Mày nè, thắng không được nè. Bạn ơi, tôi cần cho lại được hết rồi bạn ơi. Tài chuyên nghiệp nó vậy chứ. Chuyên tạo nghiệp hả? Hết ơi, tới nơi rồi. Bây giờ 6 giờ 4 mấy thôi cũng đi chợ nổi được không sao? Giờ này chợ chuẩn bị bây giờ liếm tô bún rồi chạy về thôi. Mà giờ này đông đúc mà chứ đi sáng sớm cũng không có gì chơi đâu mà. À, giờ mình gọi dịch vụ xe vận chuyển tới đi. Chung chuyển. Em tô bún tiêu. Rồi. Thôi mình chỉ đậu bên đó hả? Thôi tại vì khách mình hy sinh đó các bạn chứ không thôi là mình đậu chỗ khác rồi. Quen biết gì mấy người chỉ trâu này đâu. Nó mà đặt lùi giữ vô xong cái đích cà. Cả tao mày. Nhớ bạn biết quẹo không? À, không. Bạn mới đó tôi, bạn mới dính cái gì? Tôi dính đâu, tôi đang dây xin dây số mà bạn. Tôi thấy bạn nhổng lên nha. Không có bạn ơi, không có bạn ơi. Tôi không dính gì hết trơn, tôi thấy đây tôi không dính gì hết trơn. Rồi mở cửa. Rồi mời khách xuống. Coi như là tụi mình là ba chiếc về sớm nhất. Còn mấy chiếc này nó đi hơi trễ. Riêng hai con kia nó không có chung đoàn mình các bạn. Cái con màu đỏ nó la lớn lắm. Miệng bự lắm rồi, con đó rồi. Con màu xanh này với con màu đỏ miệng bự lắm. Đó, mới nói luôn. Hai thằng vô cùng lúc luôn. Xe, hai cửa. Đó. Mày chạy. Chạy không lo chạy, ngựa mở cửa hả mày? Nay thằng em tôi nó không có đất diễn, nó nằm đâu tuốt ở dưới á. Rồi đi qua sân bay luôn đi em, vô đây làm chi? Xe không có chắc em ơi. Thôi anh. Đi sân bay luôn đi em ơi. Rồi đi sân bay. Này nhìn như mấy gì á. Rồi đi coi như là hôm nay mình đã cùng với team của mình hoàn thành xong cái cung đường đi từ bến xe miền Tây đi về bến xe Cần Thơ các bạn. Tính ghé bến xe Vĩnh Long nhưng mà không có bến xe cho nên là mình xuống Cần Thơ luôn. Trong cái tựa game một phần lái xe tới 2 này, và nếu các bạn thích cái series game này thì muốn xem nhiều hơn nữa về tựa game này thì nhớ đăng ký mình như like video và share để giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại sau. Chào các bạn. Bye bye.